Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nổ lớn ở Crimea do người Tatar ở Crimea tấn công quân xâm lược Nga. Một nhóm ngầm chống Nga do người Tatar ở Crimea đứng đầu tuyên bố các vụ nổ lớn đã phá hủy một đường ống, gây ra thiệt hại khổng lồ tại Crimea bị Nga tạm chiếm. Phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine Thượng úy Andriy Yusov cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 3. Ông cho biết những vụ nổ lớn đã được nghe thấy gần một kho dầu vào đầu giờ Chủ nhật. Sergei Aksionov, thống đốc khu vực bán đảo Crimea do Nga dựng nên, cho biết một đoạn đường cao tốc gần đó đã bị đóng cửa không cho xe cộ qua lại trong hơn 8 giờ. Các video được chia sẻ với kênh Crimea Wind thân Ukraine cho thấy những vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm, sau đó là những tiếng nổ lớn. Kênh này cho biết những bức ảnh này được người dân địa phương chụp gần Feodosia, một thị trấn ven biển ở phía đông bắc Crimea. Hiện chưa thể xác minh hoàn cảnh quay video. Nhóm Ates, có nghĩa là ngọn lửa trong tiếng Crimea Tatar, trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết họ đã biết về hậu quả của nó từ những người cung cấp thông tin trong số các quan chức do Nga bổ nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật đã không bình luận về các báo cáo nhưng tuyên bố rằng 38 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn qua đêm trên bán đảo vào hôm Chủ nhật. Ukraine tấn công đóng cầu Kerch sau khi kế hoạch bị rò rỉ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine attack shut Kerch bridge after plans leak. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chính quyền Nga ở Crimea đã đóng cửa một cửa khẩu quan trọng giữa đất liền Nga và bán đảo sau khi Mạc Tư Khoa cáo buộc Kyiv đã phóng hàng chục máy bay không người lái vào lãnh thổ này trong đêm. Theo các kênh Telegram địa phương, giao thông qua cầu Crimea, còn được gọi là cầu Kerch, đã tạm thời bị chặn vào đầu giờ Chủ nhật. Sáng Chủ nhật, phát ngôn nhân quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenko cho biết Ukraine đã tấn công Crimea bằng 38 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công qua đêm. Mạc Tư Khoa cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ tất cả các máy bay không người lái đang bay tới. Ông ta không nói rõ những máy bay không người lái bị bắn hạ ở đâu, cũng không thể giải thích đã bắn hạ hết mà vẫn có những vụ nổ long trời. Một số kênh Telegram ẩn danh đã đưa tin về các vụ nổ gần thành phố cảng Feodosia phía đông Crimea vào sáng sớm Chủ nhật. Thành phố cách cầu Kerch khoảng 100 km. Cầu Kerch là một mắt xích chiến lược quan trọng giữa khu vực Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea, khu vực mà Mạc Tư Khoa đã kiểm soát kể từ khi sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Ukraine đã nhiều lần tấn công vào cây cầu trong hơn 2 năm chiến tranh tổng lực và đã nhiều lần tấn công vào cây cầu này, đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tuyến đường tiếp tế quan trọng của quân Nga. Việc đóng cửa cầu Kerch trong thời gian ngắn và một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được đưa tin diễn ra ngay sau khi một quan chức truyền thông nhà nước cao cấp của Nga công bố một đoạn ghi âm được cho là ghi lại các cuộc thảo luận giữa các quan chức quân sự Đức về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả hỏa tiễn tầm xa. Margarita Simonian, nhà lãnh đạo tờ báo Russia Today do nhà nước kiểm soát, cho biết như trên hôm thứ Sáu rằng các quan chức Đức đã thảo luận về cách Ukraine có thể tấn công cầu Crimea. Cuộc họp diễn ra vào ngày 19 tháng 2, Simonian cho biết. Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Đức nói với Newsweek rằng Berlin đánh giá rằng một cuộc trò chuyện trong sư đoàn không quân đã bị chặn. Phát ngôn nhân cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi hiện không thể nói chắc chắn liệu những thay đổi đã được thực hiện đối với phiên bản được ghi âm và lưu hành trên mạng xã hội hay chưa. Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì về nội dung của các thông tin liên lạc dường như đã bị chặn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Ukraine, loại hỏa tiễn mà Kyiv yêu cầu lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2023. Áp lực buộc phải cung cấp hỏa tiễn phóng từ trên không đã gia tăng trong những tháng gần đây, kể cả trong chính đảng của Scholz. Scholz cho biết hôm thứ Bảy rằng vụ rò rỉ rõ ràng là một vấn đề rất nghiêm trọng và các nhà chức trách đang điều tra.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi yêu cầu Đức giải thích. Các nước NATO bị GPS tấn công đổ lỗi cho Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề NATO Nations Hit by GPS Attack Blame on Russia. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Na Uy là một trong những thành viên NATO ở Bắc Âu đã báo cáo sự gia tăng đột biến về tình trạng nhiễu loạn điều hướng GPS hay hệ thống định vị toàn cầu trong bối cảnh có suy đoán rằng Nga phải chịu trách nhiệm. Việc gây nhiễu các tín hiệu được sử dụng bởi phi công, người lái xe và các dịch vụ ứng phó khẩn cấp là mối lo ngại đến mức chính quyền Na Uy đã nêu vấn đề này với cơ quan tình báo chính của Nga là FSB. F. Mortimer, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ của công ty dịch vụ định vị địa lý NextNav nói với Newsweek rằng việc sử dụng gây nhiễu là một công cụ trong bộ công cụ cho các cuộc xung đột mà Nga đã triển khai ngay cả trước khi xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Việc gây nhiễu GPS làm giảm độ chính xác của việc định vị và có thể khiến máy thu trong buồng lái của máy bay dân sự bị mất định vị. Mặc dù các chuyên gia cho biết tình trạng xáo trộn gia tăng gần đây trên biển Baltic không đe dọa đến an toàn máy bay. Tuy nhiên, các nước Âu Châu gần Nga cũng bày tỏ lo ngại về mức độ xáo trộn ngày càng gia tăng. Điều này trùng hợp với quan điểm của Điện Cẩm Linh chống lại phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine và việc mở rộng NATO. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Mạc Tư Khoa đang cố tình gây nhiễu hệ thống GPS, Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận vào thứ Bảy. Hôm thứ Bảy, trang web GPS Jam, nơi lập bản đồ gây nhiễu trên toàn thế giới, cho thấy mức độ nhiễu GPS cao ở phần lớn miền Bắc Ba Lan, Scandinavia và các nước vùng Baltic, tất cả đều là thành viên NATO. Ba Lan, Thụy Điển và Đức hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi việc gây nhiễu GPS, có lẽ là của Nga ngày hôm qua. Một lần nữa, quản trị viên GPS Jam John Wiseman đã viết trên X, bên cạnh ảnh tĩnh là bản đồ khu vực trên trang web của anh ta. Vào ngày 25 tháng 2, cơ quan truyền thông Na Uy gọi tắt là NCOM cho biết tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay đã có 44 vụ xáo trộn hoặc gần như xảy ra một vụ mỗi ngày. Tờ báo trực tuyến The Barron Observer của Na Uy đưa tin các phi công của hãng hàng không và máy bay cứu thương dân sự bay dọc bờ biển vùng Finnmark phía bắc Na Uy đã báo cáo tình trạng gây nhiễu GPS. Tờ báo Dagbladet của Na Uy đưa tin rằng tình trạng gây nhiễu GPS do Nga đổ lỗi đã gia tăng đáng kể từ khi Mạc Tư Khoa bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Có 294 ngày nhiễu loạn được ghi nhận vào năm 2023 so với 122 ngày của năm trước và chỉ còn 18 ngày vào năm 2021. John Avin Velio, giám đốc của NCOM cho biết, những nhiễu loạn được ghi nhận ở rất cao so với mặt đất và do đó không nghiêm trọng đối với máy bay vốn có các hệ thống dẫn đường khác. Viller nói với Dagbladet theo bản dịch sang tiếng Na Uy, nếu nó ở gần mặt đất hơn như ở độ cao trực thăng, thì nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Viller nói thêm, sự can thiệp tín hiệu từ Nga ở vùng High North có lẽ không phải nhằm mục đích cụ thể là Na Uy. Rất có thể các tín hiệu ở đó là để bảo vệ thứ gì đó ở Nga, nhưng sau đó chúng lại tràn sang Na Uy. Cảnh sát trưởng quận Finnmark Ellen Katrin Hatta nói với Barron's Observer rằng sở của cô đã nêu vấn đề gây nhiễu GPS với FSB. Cơ quan này cho biết họ sẽ xem xét vấn đề. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Âu Châu gọi tắt là EASA đã ban hành bản tin thông tin an toàn gọi tắt là SIP đầu tiên về nhiễu GPS vào tháng 3 năm 2023. Bản tin này được cập nhật vào tháng 11 năm 2023, đồng thời bổ sung thêm rằng việc gây nhiễu hoặc giả mạo GNSS hay hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu đã cho thấy tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tác động của nó. Giả mạo liên quan đến việc phát các tín hiệu giả có thể khiến người nhận nghĩ rằng họ có tín hiệu chính xác,
nhưng lại khiến họ tính toán thông tin vị trí, điều hướng và thời gian không chính xác. Mortimer nói với Newsweek rằng, sự can thiệp của GNSS đã trở thành vũ khí của cả các chủ thể nhà nước và phi nhà nước như một cách gây hại mà không công khai tuyên chiến. Chúng tôi đã chứng kiến những sự can thiệp này trong cuộc xung đột Ukraine trong vài năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã tăng cường sức mạnh. Mortimer nói, việc gây nhiễu và giả mạo hiện đã trở thành một công cụ trong bộ công cụ giải quyết các loại xung đột này, và đó là điều đáng lo ngại. Chắc chắn phải mất một thời gian để các chính phủ phản hồi. Chúng ta cần thấy khả năng phục hồi và đưa vào các hệ thống khác có thể bổ sung và cung cấp khả năng phục hồi đó, để nếu có sự can thiệp của GPS hoặc GNSS, những công nghệ khác đó có thể lấp đầy khoảng trống. Hai người được tường trình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào chung cư ở Odessa. Hai người thiệt mạng, 8 người bị thương và 6 người vẫn mất tích sau khi một máy bay không người lái của Nga đâm vào một khu chung cư ở thành phố cảng Odessa, phía nam Ukraine hôm thứ Bảy. Nhà chức trách cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên, Nga tiếp tục chiến đấu với dân thường. Một trong những máy bay không người lái của đối phương đã tấn công vào tòa nhà dân cư ở Odessa. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến tổn thất của Nga trong tháng qua. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Số thương vong trung bình hàng ngày của người Nga ở Ukraine trong suốt tháng 2 năm 2024 là tỷ lệ cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ở mức 983 người mỗi ngày. Sự gia tăng mức trung bình hàng ngày gần như chắc chắn phản ảnh cam kết của Nga đối với chiến tranh ồ ạt và tiêu hao. Mặc dù phải trả giá đắt về nhân mạng, nhưng hậu quả mà nó gây ra đã làm gia tăng áp lực lên các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến. Cho đến nay, rất có thể Nga đã mất hơn 355.000 quân nhân thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến Ukraine. Đoàn ghi âm các tướng Đức thảo luận về cách đánh cầu Crimea có thể là giả. Bộ Quốc phòng Đức đang kiểm tra xem liệu một cuộc hội nghị bí mật về cuộc chiến Ukraine có bị nghe lén hay không sau khi đoạn ghi âm được đăng trên mạng xã hội Nga. Điều này đang gây ra sự bối rối rất lớn cho Putin. Nhà lãnh đạo kênh Russia Today do nhà nước Nga hậu thuẫn, Margarita Simonian, hôm thứ Sáu đã đăng một đoạn ghi âm dài 38 phút về những gì bà cho là các sĩ quan quân đội Đức đang thảo luận về việc tấn công Crimea. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với AFP, chúng tôi đang điều tra xem liệu các liên lạc trong khu vực không quân có bị nghe lén hay không. Tuy nhiên, cho đến nay, một số phương tiện truyền thông Đức cho rằng chuyện này có thể không đúng sự thật và được dựng nên để phục vụ cho cuộc bầu cử Nga sắp tới ở Nga. Năm người bị thương trong đêm do pháo kích tàn bạo của Nga ở Minarat và Poros ở tỉnh Donetsk. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 3, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Đại úy Aliona Liutnitska cho biết một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn nhằm vào khu dân cư Minarat đã làm bị thương hai phụ nữ 50, 33 tuổi và một người đàn ông 37 tuổi. Vụ tấn công đã làm hư hại 17 khu chung cư, 16 ngôi nhà, 2 cửa hàng, 2 cơ sở giáo dục và 1 ngân hàng. Cô cho biết một cuộc tấn công hỏa tiễn khác của Nga vào khu dân cư Poros vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật cũng khiến hai phụ nữ ở độ tuổi 24 và 52 bị thương do mảnh đạn.
cáo buộc mặt từ khoa tấn công thông tin sai lệch khi làm rò rỉ cuộc gọi của các quan chức cao cấp. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Germany accused Moscow of disinformation attack in leaking senior officer's call. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hôm Chủ nhật rằng Nga đã sử dụng vụ rò rỉ cuộc gọi bí mật giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Đức như một phần của cuộc chiến tranh thông tin nhằm gây bất ổn cho đất nước ông. Đoạn ghi âm dài 38 phút lần đầu tiên xuất hiện vào hôm thứ Sáu, được cơ quan truyền thông nhà nước RT của Nga công bố và sau đó được chính phủ Đức xác nhận. Trong đó, 4 sĩ quan cao cấp của Bundeswehr được cho là bao gồm tư lệnh không quân Ingo Gerhardt và chuẩn tướng Frank Grafe thảo luận về giả thuyết xuất khẩu hỏa tiễn hành trình Taurus sang Ukraine và cách chúng có thể được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng của Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kiên quyết từ chối gửi cho Kyiv những hỏa tiễn hành trình tầm xa như vậy, không giống như người Anh và người Pháp đã gửi hỏa tiễn Storm Shadow và Scud, và đó là một vấn đề đang gây tranh cãi trong liên minh cầm quyền của đất nước. Pistorius hôm Chủ nhật cho biết, cuộc trò chuyện của các sĩ quan không có nghĩa là bật đèn xanh để gửi hỏa tiễn tới Ukraine. Nội dung của cuộc gọi bị rò rỉ được tổ chức trên nền tảng WebEx thay vì thông qua mạng nội bộ an toàn của quân đội, đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên, nhưng Pistorius cho biết đây là một phần trong nỗ lực của Mạc Cư Khoa nhằm gieo rắc sự chia rẽ. Đó là một cuộc tấn công xuyên tạc thông tin hỗn hợp nhằm gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Đồng thời nói thêm, chúng ta không được mắc mưu Putin. Trong cuộc trò chuyện mà người Nga cho rằng diễn ra vào ngày 19 tháng 2, các quan chức đã thảo luận về các mục tiêu tiềm năng đối với bất kỳ hỏa tiễn Taurus nào được tặng cho Ukraine và khoảng thời gian cần thiết để đào tạo nhân viên địa phương về cách tấn công. Các sĩ quan đã thảo luận về cách sử dụng hỏa tiễn để phá hủy một cây cầu, dường như đề cập đến cây cầu Kerch nối Crimea bị tạm chiếm với lục địa Nga. Các sĩ quan cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp với Pistorius, đề cập đến việc cần bao nhiêu hỏa tiễn Taurus để trốn tránh hệ thống phòng không của Nga và phá hủy kết nối Kerch, con số mà họ đưa ra là từ 10 đến 20 hỏa tiễn từ kho dự trữ, ước tính khoảng 600 hỏa tiễn của Đức. Họ cũng thảo luận về cách vận chuyển dữ liệu cần thiết để lập trình Taurus từ các căn cứ không quân ở Đức đến Ukraine. Nhưng cũng nói rõ rằng, từ quan điểm quân sự, việc chuyển giao hỏa tiễn sẽ không thay đổi kết quả của cuộc chiến. Cơ quan phản gián quân đội Đức đang điều tra đoạn ghi âm bị rò rỉ. Nhưng thời điểm này thật đáng xấu hổ đối với Berlin vì nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Scholz công khai suy luận, khiến nhiều người ở London không hài lòng rằng các nhân viên Anh và Pháp đang giúp hiệu chỉnh các mục tiêu hỏa tiễn cho Ukraine. Pistorius, người cũng đến từ Đảng Dân Chủ Xã Hội của Scholz, cho biết thời điểm công bố đoạn âm thanh bị rò rỉ là đáng ngờ. Pistorius nói, không ai tin rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đoạn ghi âm này được công bố ngay trước cuối tuần, một ngày sau đám tang của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Vụ rò rỉ đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về các biện pháp an ninh của Đức và vị trí chiến lược của nước này trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Pistorius nói rằng, cần thêm thời gian trước khi có thể quyết định dứt khoát liệu các quy tắc có bị vi phạm hay không. Ông cũng cho rằng, sẽ quá đáng nếu ngay lập tức rút ra những hậu quả về mặt nhân sự vào thời điểm này. Những người khác đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Những cái đầu phải lăn ngay bây giờ, một cựu sĩ quan cao cấp của Bundeswehr nói với Politico với điều kiện giấu tên. Việc tiến hành một cuộc trò chuyện có tính bảo mật cao như vậy qua đường dây không an toàn là một hành vi hết sức cẩu thả. Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi Âu Châu đầu tư nhanh hơn vào sản xuất vũ khí. Đối với mỗi hệ thống phòng không chưa được chuyển giao cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả bằng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công các thành phố của Ukraine. Một cuộc tấn công ban đêm tàn khốc khác của Nga nhằm vào Kharkiv, Odessa và Sumy. Ở Odessa, một tòa nhà dân cư bị tấn công. Tính đến thời điểm hiện tại, có 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có một trẻ em.
Nga hành động mỗi khi phương Tây không hành động. Với mỗi lời được thốt ra để giải thích tại sao không thể làm được điều gì đó cho Ukraine, Nga đã tước đi một mạng sống thực sự của con người. Với mỗi nền tảng phòng không chưa được giao, Nga sẽ đáp trả bằng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công các thành phố ở Ukraine, Kuleba nói. Theo Dmytro Kuleba, cứ mỗi viên đạn xuất khẩu từ Âu Châu thay vì gửi sang Ukraine, Nga lại chiếm thêm một mét vuông đất Âu Châu. Hãy đầu tư vào sản xuất, mua hàng và cấm xuất khẩu ra ngoài Âu Châu ngay bây giờ. Mục tiêu không phải là hành động, miễn là cần thiết, mà là nhanh chóng và nhiều nhất có thể. Hãy giao hàng, ông nói thêm. Như đã đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc tấn công ban đêm của máy bay không người lái Nga rằng Ukraine cần thêm hệ thống phòng không từ các đối tác. Hai trẻ sơ sinh và một trẻ mới biết đi nằm trong số 10 người thiệt mạng vì hỏa tiễn Nga ở Odessa. Thống đốc Odessa Oleg Kiper cho biết hai trẻ sơ sinh và một trẻ mới biết đi nằm trong số 10 người được xác nhận đã chết sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu chung cư ở Odessa hôm thứ Bảy. Ông cho biết một người mẹ và đứa con sơ sinh đã được tìm thấy trong đống đổ nát sáng thứ Hai 4 tháng 3 khi các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu vẫn tiếp tục. Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào tòa nhà dân cư 9 tầng ở Odessa hôm thứ Bảy. Thi thể của một em bé khác vừa được tìm thấy bên cạnh thi thể người phụ nữ. Sơ bộ, đứa trẻ chưa đầy một tuổi, lực lượng cấp cứu tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát, Kiper nói trên Telegram. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết một đứa trẻ 4 tháng tuổi và một đứa trẻ 2 tuổi đã thiệt mạng. Zelensky nói rằng thương vong có thể tránh được nếu Ukraine không gặp phải sự chậm trễ trong việc giao vũ khí. Ước tính có khoảng 1.160 binh sĩ Nga thiệt mạng trong trận chiến hôm thứ Bảy. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Hai 4 tháng 3, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết 1.160 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến trong 24 giờ qua, nâng tổng số thương vong của Nga lên tới 416.800. Trong bản cập nhật hàng ngày về tổn thất chiến đấu, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy 16 xe tăng, 28 xe thiết giáp và 14 máy bay không người lái vào hôm thứ Bảy. Sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và phòng không cho Ukraine để bảo vệ người dân của chúng ta dẫn đến thiệt hại về nhân mạng. Một hoạt động giải cứu kéo dài cả ngày ở Odessa tại địa điểm bị máy bay không người lái Shahed của Nga tấn công. Hiện tại, cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang, cảnh sát và các dịch vụ khác vẫn tiếp tục làm việc, có thông tin về những người ở dưới đống đổ nát. Đó là một tòa nhà dân cư bình thường, một trong nhiều tòa nhà bị người Nga vô nhân đạo phá hủy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên trong diễn từ với quốc dân đồng bào tối Chủ nhật ngày 3 tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trẻ em. Một đứa trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi tên là Timofey và cậu bé Mark. Cậu bé vẫn chưa tròn 3 tuổi. Tôi gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình và những người thân yêu của họ. 8 người bị thương, trong đó có một đứa trẻ khác, một bé gái 3 tuổi. Hỗ trợ cần thiết được cung cấp cho tất cả những người bị thương. Tôi cảm ơn tất cả những người tham gia hoạt động cấp cứu và hỗ trợ mọi người. Và điều rất quan trọng là phải ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Những cuộc tấn công như vậy bằng máy bay không người lái Shahed không có ý nghĩa quân sự và không thể có bất kỳ ý nghĩa nào. Đây là hành vi khủng bố chỉ nhằm mục đích hủy diệt sinh mạng, chỉ nhằm đe dọa con người. Thế giới biết những gì có thể chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thế giới có đủ hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, hệ thống bảo vệ chống lại máy bay không người lái và hỏa tiễn Shahed. Và thực không may, việc trì hoãn, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn để bảo vệ người dân của chúng ta đã dẫn đến những tổn thất như vậy. Dẫn đến thực tế là danh sách
những đứa trẻ bị Nga cướp đi mạng sống không ngừng tăng lên. Ukraine không yêu cầu gì hơn ngoài mức cần thiết để bảo vệ tính mạng. Khi mất mạng và các đối tác chỉ đơn giản chơi trò chơi chính trị nội bộ hoặc tranh chấp làm hạn chế khả năng phòng thủ của chúng ta. Điều đó là không thể hiểu được. Điều đó là không thể chấp nhận được và sẽ không thể nào quên được. Thế giới sẽ ghi nhớ điều này. Khủng bố Nga phải bị đánh bại. Đó là điều cơ bản. Họ không nhận ra gì ở mặt tư khoa, ngoại trừ sức mạnh. Vì vậy, chúng ta phải có nhiều sức mạnh hơn và sự đoàn kết. Sự thống nhất của thế giới, sự đoàn kết ở đây, ở Ukraine. Nếu ai còn thiếu động lực thì Shahed sẽ bay không người lái mỗi đêm. Đó là động lực. Hỏa tiễn Nga, ác quỷ Nga. Mọi mất mát của chúng ta, mỗi người lính của chúng ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập của Ukraine. Sự hiểu biết rõ ràng về đối phương và sự tôn trọng thực sự, không giả tạo đối với các anh hùng của chúng ta. Tất cả những điều này là động lực chiến đấu để tiêu diệt quân xâm lược và làm việc cho nhà nước và người dân của chúng tôi để củng cố Ukraine. Người nào làm việc cho nhà nước đều phải ở trong nhà nước, vì nhà nước, chăm sóc nhà nước, vì lợi ích chung chứ không phải lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân sau chiến tranh. Bây giờ, mọi người phải hỗ trợ phòng thủ, chăm sóc người dân, bảo toàn mạng sống. Mỗi ngày, mọi người phải đóng góp điều gì đó cho Ukraine, vào sức mạnh chung của chúng ta. Hàng ngày, tôi liên lạc với các đối tác để có được chính xác những gì cần thiết. Mỗi ngày, báo cáo quân sự. Hàng ngày, Tổng tư lệnh và các chỉ huy đều có mặt ở tiền tuyến, ngay tại nơi cần thiết. Tổng tư lệnh có toàn quyền quyết định những thay đổi nhân sự trong quân đội, ở sở chỉ huy, bất kỳ sự thay đổi nào. Tất cả các chỉ huy Ukraine phải hiểu rõ mặt trận, cảm nhận được mặt trận, những nhu cầu thực sự. Trên thực tế, họ phải ở cùng với những người lính, trung sĩ. Chúng phải là những cần thiết để đạt được các mục tiêu của Ukraine. Vào đầu tuần tới, sau khi tướng Đại tá Serhiy trở về từ mặt trận, tôi mong đợi ông ấy với một báo cáo chi tiết và những đề xuất cụ thể về những thay đổi và hành động tiếp theo. Chúng tôi đang chuẩn bị cho những công việc tiếp theo với các đối tác, các cuộc gặp gỡ, các cuộc đàm phán của chúng tôi, vì mục đích cung cấp vũ khí cho Ukraine, vì mục đích tiếp tục hỗ trợ. Sức mạnh là cần thiết. Từ tất cả mọi người, chúng ta cần phải thắng trận chiến này, cuộc chiến chống lại cái ác và cả sự tuyệt vọng mà Putin đang trông cậy rất nhiều. Chúng ta cần bảo vệ Ukraine và mạng sống, và chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi xin cảm ơn tất cả những người hiện đang tham chiến ở tiền tuyến, đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ của đội cứu hỏa cơ động và tất cả những người bảo vệ bầu trời của chúng ta. Cảm ơn tất cả những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng và tăng cường sản xuất vũ khí của chúng ta mỗi ngày. Nó cực kỳ quan trọng. Và bây giờ, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine, tất cả những người cấp cứu, đặc biệt là những người hiện đang làm việc ở Odessa. Denis Pantelejev, Vitaly Churulin, Oleksan Kozolovic, Oleksan Doha, Dmytro Holochenko, Oleski Hamas, Fedor Kaysin, Oleksan Popov, Mykola Taksa, Archie Bakmetelyev, Hanadi Karachochi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các đồng nghiệp của bạn. Vinh quang cho mọi người ở Ukraine, cho Ukraine và với Ukraine. Niềm tự hào cho Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.